Phil sẽ là người ra sau. Nhưng Đại Bằng Tiên bắn trúng rồi lấy thanh tẩy. Một góc khép vào khá khó chịu đến từ Lazy Phil. Lấy luôn thiên mệnh khả biến cùng ánh sáng, chỉ trúng một mình Chica thôi. Bên phía bên kia thì người bị bắt lại, đó là Cracker. Một pha đổi ngang hai đường giữa đến từ cả đôi bên, nhưng đây là góc bắn tốt hơn của Lazy Phil. Và còn Esriel này có tốc biến không di chuyển qua phía bên kia bờ tường thì bị ăn tán xạ tiên lên bảng điểm số. Chú tâm tiên đến từ Lazy Phil với cú double kill, và tiếp tục là một tình huống tán xạ tiên nữa, làm chậm thành công Anti-Mage, dính làm choáng thanh tẩy ngay lập tức. Nhưng Anti-Mage đã đứng về phía trụ hai của team 1 và ở vị trí an toàn. Lazy Phil chỉ có được cho mình cú double kill thôi, hơi đáng tiếc chứ không phải là triple. Lỗi anh em, chào mừng em quay trở lại với channel Hoàng Sa 3. Và ngày hôm nay chúng ta cùng đến với trận chung kết của tháng 7 tại LCKAS. Thực ra thì cho mình giải thích cho bạn nào chơi biết, thì giải LCKAS thì họ sẽ đánh theo từng tháng 1, và mỗi tháng 1 thì chúng ta sẽ có một cái giải tournament. Thì đây là giải tournament của tháng 7, và hai đội bước vào trận chung kết tổng là Hanwha Esports Academy và DIX Academy, có sự xuất hiện của Chica và Lazy Phil nha anh em nhé. Ngày hôm nay ra quân đến từ đội hình của DIX sẽ là Lazy Phil đứng dưới đánh xạ thủ và Chica đứng giữa. Và để xem là hai thần đồng đến từ Việt Nam chúng ta chơi một trận chung kết tại xứ Hàn nó sẽ như thế nào nha anh em nhé. Ván này là một ván đấu mà DIX Academy ở bên phía của đội 2, và họ lựa chọn CV đứng giữa cho Chica cộng với lại một con Ash xạ thủ trong tay của Lazy Phil. Kèo đối đầu đứng trên sẽ là cuộc đối đầu giữa 2T với một con Jax để đối đầu với lại Caliber bên kia, cũng là một tài năng trẻ mới được xuất hiện trong phần đội hình của DX Academy, thay thế cho Hansung. Bình thường thì tại Hàn thì sẽ chỉ có hai ngoại binh xuất hiện thôi, nên là một là Chica sẽ không được đánh ở đường giữa, hai là Lazy Phil sẽ không dựng xuất hiện ở vai trò xạ thủ. Nhưng ngày hôm nay là một ngày mà không có sự xuất hiện của Hansung ở đường trên, cho nên là bộ đôi người Việt của DX Academy được xuất quân nha anh em nhé. Rồi để xem là Chica đã đi đường giữa với một con Sivir bước chân thần tốc. Giáo án Sivir đường giữa này thì mình đã đề cập đến một cái trong một cái clip gần đây của Chovy rồi. Thì để xem là Chica ngày hôm nay xử lý với kèo Sivir và Cocky này như thế nào. Còn Lazy Phil sẽ đánh cho mình một con Ash ở vai trò xạ thủ nhá. Và động đất A-Stan khá tốt đến từ Caliber. Đây là một kèo đấu thứ hai con Skarner ở cái bản 14.14 này, nó đã yếu rất là nhiều. Từ 14.13 là Skarner gần như là vắng bóng ở gần như tất cả các giải đấu ở trên thế giới. Thì để xem là cánh trên hiện tượng mới của DIX Academy thi thố ra sao. Còn ở khu vực đứng giữa thì làm pha roaming, chỉ cả bắt buộc phải mất tốc biến với một tình huống đảo ganh của Anti-Mage. Một con bát hỗ trợ roaming với Esriel 1 đánh 2 đường dưới. Đó sẽ là cách chơi của Hanwha Esports ở ván đấu này, với điều kiện thắng có vẻ như là hướng khá là nhiều lên cánh trên. Làm choáng ngược lại và ép một tình huống đột kích băng giá của Hunter bên phía bên kia. Động thái đẩy đối phương ra khỏi phần rừng tốt dành cho Painter, nơi mà Chica đang gặp khó khu vực đường giữa, không thể di chuyển vào sớm được. Boomerang nảy bật đang cố gắng đẩy ngược trở lại dành cho Chica. Rồi Chica là người vào trước. Và cột lửa khá tốt, và nửa cây máu của Hunter đã mất đi rồi. Vẫn lao vào, Painter gặp khó rồi. Tốc biến bỏ chạy đến từ Painter, nhưng đó là chiến công đầu dành cho đứng giữa của Hanwha Esports. Cracker có được điểm hạ gục, còn cánh dưới cũng có một pha 2 đánh 2. Và Anti-Mage tốc biến chưa đủ sát thương hạ gục Lumos. 4 phép bổ trợ được đầu tư đến từ bộ đôi bên phía của Hanwha Esports, nhưng họ chỉ có được cho mình 3 phép bổ trợ của DIX Academy ở bên phía bên kia mà thôi. Lazy Phil mất tốc biến và vẫn còn giữ được thanh tẩy. Hai đội bắt đầu tăng tốc rồi. Hanwha Esports có được chiến công đầu. Mặc dù tình huống đó là một tình huống mà Chica sẽ di chuyển vào trước, nhưng Cracker cũng có động thái bỏ lính để có thể di chuyển vào để tấn công vào con Brand trong tay của Painter. Và đây sẽ là một pha di chuyển xuống cánh dưới, nơi mà bộ đôi bên phía bên kia không còn hai cái tốc biến nữa, nhưng có hầm, có hành trình kỳ diệu. Một cú quy lấy di chuyển khoa học và e đánh tay là đủ sát thương đến từ Painter, nhưng cái giá phải trả thì chắc khả năng cao anh ta cũng sẽ đi rồi. Chắc chắn là đi thôi chứ còn cái gì nữa. Đột kích băng giá và mạng dành cho Hunter. Rất là khó để có thể giao tranh được. Nó severe, cái áp lực sang hai cánh nó không nhiều. Nó chỉ cố gắng farm ở đẩy đường nhanh dành cho Chica thôi. Nào nhưng đang có một tình huống khai thác.
khai thác vào con Corki của Cracker. Có tốc biến nha, tốc biến làm choáng rất nhanh đến từ Painter với một pha Queen Flash E. Sau đó thì anh ta ăn bô la bằng và bị cản lại, đá băng tiễn không thành công đến từ Lazy Field rồi vẫn đang dí theo lấy hai cái tốc biến đến từ bộ đội rừng và đứng giữa của đối phương. Nhưng cánh trên thì Caliber đang bị gõ đau quá rồi. Và đầu tư một cái tốc biến để đổi lại hai tốc biến rất lời dành cho Painter, nhưng cái kết thì có vẻ như không thay đổi được quá nhiều. Chất tướng không cho phép bên phía của DX Academy giao tranh. Nó chắc chắn là sẽ cần phải rút lui thôi. 6 sâu không dành cho Hangwha Esport. Một cái khởi đầu đang tương đối là không tốt dành cho Chica và đồng đội. Nó đến phần nhiều từ cái lựa chọn Sivir này á. Sivir thì cái áp lực sang cánh của bạn sẽ không nhiều, và đánh nhau của Sivir đoạn đầu thì cái đầu ra sát thương nó cũng không thực sự là quá tốt và nó không ổn định như Corki. Phil sẽ là người ra sau. Nhưng đại bằng tiền bắn trúng rồi lấy thanh tẩy. Một góc khép vào khá khó chịu đến từ Lazy Phil. Lấy luôn thiên mệnh khả biến cùng ánh sáng, chỉ trúng một mình Chica thôi. Bên phía bên kia thì người bị bắt lại, đó là Cracker. Một pha đổi ngang hai đường giữa đến từ cả đôi bên, nhưng đây là góc bắn tốt hơn của Lazy Phil. Và con Ezreal này có tốc biến không di chuyển qua qua phía bên kia bờ tường thì bị ăn tán xạ tiên lên bảng điểm số. Chú tâm tiên đến từ Lazy Phil với cú double kill, và tiếp tục là một tình huống tán xạ tiên nữa làm chậm thành công Anti-Mage, dính làm choáng thanh tẩy ngay lập tức. Nhưng Anti-Mage đã đứng về phía trụ hai của team 1 và ở vị trí an toàn. Lazy Phil chỉ có được cho mình cú double kill thôi, hơi đáng tiếc chứ không phải là triple. Nhưng đó vẫn là một pha giao tranh có lợi hơn dành cho DS Academy, mặc dù là họ bất rồng. Một đổi lấy ba, triệu hồi sứ giả luôn rồi. Bên phía DS có một khả năng dọn lính rất nhanh với boomerang phần này bật của Sivir. Và đó lý do tại sao mà có vẻ như con sứ giả này nó sẽ chỉ có thể hook một phát vào cái trụ một ở khu vực đứng giữa mà thôi. Tốc biến giật trỏ làm choáng có Thái Dương hạ xa luôn, nhưng nó không thành công. Và hai bên LCK à? Đúng là LCK. LCK AS hay LCK thì đều là LCK cả. Tình huống ném gạch vừa rồi của Caliber nó không thành công ạ. Đứng giữa thì hết máu hết năng lượng, phải bấm bê về nhà, và một mình Phil là hơi khó để có thể phòng ngự cái trụ này rồi. Sự quyết tâm đến từ Hàng Hoa Lai vẫn cho phép họ lấy được cái trụ một ở khu vực đứng giữa. Mặc dù là DS Academy phòng ngự thành công con sứ giả. Tiền thì không chênh nhiều đâu nhá, nhưng mà về mặt thế trận thì với những cái trụ một, đặc biệt là cái trụ một khu vực đứng giữa, thì có vẻ như các thành viên bên phía của Hàng Hoa Esports đang có được một chút những cái ưu thế, và họ đang muốn ăn cái trụ này. Cố gắng giữ chân đến từ Caliber với một pha kéo hai người về Thái Dương hạ sa làm choáng thành công Corki. Vẫn có trụ dành cho Hàng Hoa Lai vì họ có 6 sâu và họ đang muốn tấn công vào bộ đôi tanker của DIX. Một người nằm xuống đó là Lumos, và tiếp tục là Caliber bị làm chậm, bị ăn phản công, bị làm choáng, tiếp tục là bị làm choáng thêm một nhịp nữa. Nhưng Painter với bão lửa là rất nhiều sát thương trả ngược trở lại, và Lazy Phil đã tới rồi. Phil tới, W liên tục làm chậm thành viên bên phía của đối phương, và Painter là người ăn được mạng của Jack trong tình huống xử lý vừa rồi của anh ta. Tiếp tục là một cú quy nữa, và liên tục là những pha tán xạ tiễn làm chậm rất khó chịu đến từ Lazy Phil. Free shot từ đầu đến cuối, Esfield nằm xuống, mạng thứ hai dành cho Painter và mạng còn lại dành cho Lazy Phil với cú quét ba người ở cánh dưới. Sát thương giả dích rất khó chịu đến từ cặp đôi của DS Academy, đó là Painter và Lazy Phil. Painter thảy bão lửa vào, và lượng sát thương đầu ra khi mà các thành viên bên phía của Hardline Sport đứng trụm lại là quá nhiều. Và tình huống xử lý Baron luôn khi mà cánh dưới có được mạng của Hunter rồi. Senzuani của Hunter đã lên bảng. Thì đây sẽ là Baron dành cho DX Academy mà thôi. Với kiểu lên đồ khó chịu này của Lazy Phil thì một là đại băng tiễn hồi rất là nhanh, hai là tán xạ tiễn nữa, spam đắp liên tục luôn. Cái sát thương bổ sung đến từ Sivir là đủ để bù đắp cho cái lượng DPS có vẻ như là hơi thiếu đến từ cái kiểu build đồ này của Lazy Phil. Nhưng anh ta sẽ đạp lưu liên tục rất khó chịu nhờ. Còn ad khấu rỉa của Lazy Phil và đã có trụ một dành cho DS Academy sau lại Baron rồi. Họ sẽ hướng tới những cái trụ đường cánh mà thôi. Đầu tiên là cái trụ thứ hai khu vực đứng dưới, nơi mà Caliber đang di chuyển xuống để có thể đẩy một quây lính vào. Dòng nguyên tố thứ 3 thì đã thuộc về bên phía của DS Academy rồi, và đây sẽ là con dòng nguyên tố thứ 4. Một cái kiểu build đồ phải nói là thực sự là chịu khó á. Thực sự là rất khó chịu đến từ cái kiểu build đồ này của Phil. Sát thương nó giả dích và có khả năng cấu rỉa nữa. Đối phương cố gắng để có thể lấy cái trụ ở khu vực đường trên, nhưng con rắc này thì nó bị ép sát vào tường rồi. Vẫn có được trụ 6 sâu hư không với một con rắc đẩy cánh, vẫn là lợi hại đến từ Hangwha Lai. Nhưng ở cánh dưới thì Lazy Phil cùng với lại Chica
Chica sẽ có được cái trụ này thôi. Được không? Hơi khó rồi. Hockey xuống thì chưa thể có trụ, nhưng mà cũng là 2 phần 3 cây máu của trụ thứ hai khu vực đứng dưới bị bào đi. Chưa kể là Lazy Field đẩy ở khu vực đứng giữa nữa. Giặt ra dập vào W thôi. Đó. Chưa kể là Penter nữa cơ. Kiểu chơi cấu máu rất khó chịu đến từ quả dash này của Lazy Field. Và nó đang cho phép các thành viên bên phía của DIX lấy lại được thế trận. 2.000 tiền dẫn trước rồi. Đại Bằng Tiễn vào vẫn trúng lấy thanh tẩy. Mặc dù có dịch chuyển cổ họng nhưng mà pha vừa rồi thì Pionic vẫn phải mất cho mình cái thanh tẩy. Lấy trụ hai đứng dưới. Thiên Mệnh Khả biến vào hai người. Rồi Leona của Lumos bắt buộc phải đứng ra chắn. Và anh ta lên bảng. Trả lại bão lửa rất nhiều sát thương đến từ Penter, nhưng chưa ai của Hang Rai Sport lên bảng đếm số cả. Còn trong khi đó thì DX Academy đã mất một người. Đây là một con Ash full hồi chiều. Bắn W liên tục. Những cái pha Aram đến từ bên phía của DX Academy là rất khó chịu nha. Chưa kể họ còn có cả Sivir nữa. Làm pha áp chế và dính rất nhiều hit trụ ấy. Từ ra cắm mắt nhảy về vẫn ăn gạch. Không, không dính gạch rồi. Ui. Lazy Field với một tình huống tên băng ở khu vực đường xưa. Quá tuyệt vời với pha bắn đại bằng tiễn. Và đây là lý do tại sao mà Lazy Field lại build đồ theo kiểu này với một con Ash. Khả năng đặt bắn đại bằng tiễn phải nói là rất chuẩn xác tới từ xạ thủ của Việt Nam. Và đây sẽ là một pha ăn Baron thiên đỉnh kiếm vào. Có Thiên Mệnh Khả biến giữ chân thành công Lazy Field. Baron không thành công đến từ DX rồi. Koki là người ăn Baron với một tình huống tên lửa định hướng. Hơi đáng tiếc dành cho DX. Họ mất con Baron thứ hai của ván đấu. Ây à, Penter ganh tốt nhưng mà trừng phạt fail ạ. Dị vậy. Lại đại băng tiễn lần này thì không trúng rồi. Nhưng mà khép một cái góc rất khó chịu. Khép một cái góc vào và Chica bật chiêu cuối để đồng đội lao lên. Antimane lên bảng đếm số những pha chí mạng liên tục đến từ Chica. Chica tả súng hữu đột vào trong phần đội hình của đối phương và có được hai mạng. Sau đó bị shut down bởi Senjuani nhưng không sao cả. Một đời hai quá lợi dành cho bên phía của DS Academy. Và họ vẫn còn một xạ thủ nữa, đó là Lazy Field. 3 điểm mà cũng sẽ có dành cho Lazy Field và đồng đội cho cái tình huống giao tranh. Phải nói là rất hay của DS Academy. Đầu tiên là họ khép góc với cái đại băng tiến để có thể lùa đối phương và cái con đường mà Chica chờ sẵn. Và với một con Sivir 4 đồ rưỡi thì khả năng chí mạng giúp cho Chica gần như là có thể one shot hai thành viên của đối thủ. Chúng ta cùng nhìn lại tình huống này. Một đại bằng tiên khép góc lấy cái thảm lửa của Cracker. Một pha burang hai người vào trong Chica bắn kìa. Anti-mage chỉ là 3 hit thôi và tiếp tục là SP bị sờ vào. Vẫn có thể đối mạng với Cracker trước khi nằm xuống đến từ Lazy Field. À chính xác là đến từ Chica. Và Phil thì thoải mái thôi. Chica làm hết trong pha vừa rồi rồi. Tiếp tục là một pha quét 3 người nữa. Nhưng đối phương thì đang tận dụng khoảng thời gian trống nơi mà Chica chưa hồi sinh để vào Baron. Có quá mạo hiểm hay không đây? Hai cú dịch chuyển. Penter đang cố gắng lấy linh hồn dòng nước. Trong khi đó thì ở phần còn lại bên phía của DX chỉ câu giờ thôi. Cấu diểm phải nói là quá khó chịu đến từ cái con Ash này của Lazy Field. Caliber lái đúng một vòng quay đầu lại. Chỉ với mục đích là câu giờ thôi. Sẽ có linh hồn dòng nước dành cho Lazy Field và đồng đội. Và họ đã có được yếu tố này ở cánh dưới rồi. Còn ở cánh trên thì đại băng tiến lại chuẩn xác đến từ Lazy Field. Nhưng pha tên băng như chỉ thẳng vào đầu đến từ Lazy Field khiến cho Cracker nằm xuống. Điểm bằng khung cho Chica với Boomerang. Và DS Academy đang tràn lên. Bật chiều cuối đến từ Chica. Lại là Boomerang hai lần. Lại đã giảm cầm hai người. Và đó là cú double kill dành cho đứng giữa của DX. Cú quét ba người. Pha tay đồi đến từ Penter với con Jax của 2AT. Và rõ ràng là 2AT tầm này làm gì có cửa linh hồn dòng nước. Hồi phục là rất nhiều. Đóng nhẹ cái đồng hồ để câu giờ. Và nội tại đủ sát thương với 4 xác nằm xuống đến từ Hàn Hoa Lai. Và DS Academy sẽ có được chiến thắng ở ván đấu đầu tiên. Một cái kiểu build đồ phải nói là rất khó chịu đến từ con Ash của Lazy Field. Và nó cho phép bên phía của DS Academy thực hiện những cái pha câu Baron như vừa rồi. Họ câu kéo Baron đủ lâu. Có linh hồn dòng nước ở cánh dưới. Và giao tranh hoàn toàn là hủy diệt Anti-Mage. Liệu có một pha quét sạch hay không đây? Cùng băng vào. Trung Mikael khá nhanh đến từ vị trí của Anti-Mage. Nhưng nó là không đủ với trận thắng ở ván đấu đầu tiên trong trận chung kết dành cho DX.
vẫn là giữ nguyên bên đến từ cả hai đội ở ván thi đấu thứ hai trong trận chung kết của LCK AS. Chúng ta sẽ có được cho mình một đội hình với Yone đứng giữa trong tay của Chica và Lazy Field sẽ đánh Ezreal, một trong những con tướng sở trường của Lazy Field. Để xem là với kèo này thì hai thần đồng đến từ Việt Nam của chúng ta thể hiện ra sao nhá. Yone đứng giữa cầm bước chân thần tốc khiến Doran ngọn gió để trụ đường với Corki này. Kèo đấu mà chúng ta nói rất là nhiều ở trong cái khoảng thời gian gần đây khi mà meta Corki Tristana nổi lên rồi. Hút đứng dưới sẽ làm con Ezreal chinh phục đến từ Lazy Field. Và cái kiểu chơi Ezreal của Lazy Field thì như mình đã đề cập ở trong một những cái clip gần đây thì là một cái kiểu chơi rất là hổ báo ở trong giai đoạn đầu và có được áp lực đi đường. Caliber ở early game thì anh ta sẽ thua thiệt một chút với kèo Sion này. Đang là những cái ban pick để giúp cho cái cánh dưới của DIS Academy được dễ chơi hơn với chủ lực sẽ là hai thần đồng đến từ Việt Nam. Vị tướng ganh được rất khó để có thể ganh với Zara ở early game. Đi trực diện như vậy đối phương rất là đơn giản là tránh cái cú chói là xong thôi. Penter làm gì đây? Rồi bị khép vào cái góc khó rồi, khó rồi. Đứng rình bị phát hiện, đối phương cắm mắt vào, có thông tin đóng băng vào. Giật xét làm choáng và chắc chắn là mạng sẽ được nhường dành cho Kenen này trong tay của Hayate. Một cái góc di chuyển phải nói là rất tệ của Penter. Rồi xong cúc luôn cái trục mid rừng rồi đấy. Mid thua, top thua, rừng thua, bot thì cũng đang bị đẩy. Early game rất khó khăn dành cho DIX. Thậm chí là đang có một tình huống ép tốc biến của Chica luôn rồi. Ván 2 này khó cho DIX quá. Nhanh như điện qua tường, Phil không dính xung điện cao thế. Phá hất tung hai người khá tốt của Lumos, trả sát thương ngược trở lại của Lazy Phil. Làm con rồng không Penter? Penter không dám ăn rồng ạ. Tại vì là mid vẫn đang là mid đẩy. Bot thì cũng vừa đẩy một wave vào thôi, cũng chưa có nhiều wave đẩy sâu lắm và Penter đang muốn cướp bãi đá. Trừng phạt lấy được con người đá to, nhưng bên phía bên kia thì Jerry vẫn giữ lại được một vài con người đá nhỏ. Và cái động thái cướp rừng này là không đủ nha, con Zara nó cần cấp độ 6. Cần cấp độ 6 để ăn rồng ta. Thực ra thì với mầm Zara hoàn toàn có thể kiểm soát mục tiêu khá là đơn giản. Và quyết định đến từ Penter là chơi an toàn rồi, không dám ăn rồng rồi. Còn khu đứng giữa thì Cracker bắn là rất đau và solo kill dành cho Cracker trước Chica. Pha trước đó thì Chica đã mất tốc biến và pha sau thì anh ta không còn phép bổ trợ để có thể PK với đối phương nữa. Và Cracker không tốn gì cả, lấy được mạng của Chica. Khó quá rồi, dừng thua, mid thua, top thua. Boss thì cũng đang thua lính đến từ Lazy Field luôn, di chuyển của học đánh tay. Chưa vào tầm của Lumos để combo rồi. Cái boss này sẽ cần phải làm cái boss đẩy để giúp cho Zyra dễ thở hơn, chứ bây giờ con Zyra này thọt lắm rồi. Con Zyra này đang farm thua. Đánh Zyra mà bạn farm thua trước Senzuani thì nó là kiểu nó phế luôn Zyra rồi. Khởi đầu đúng là siêu khó khăn đến từ DX rồi. Nhưng dưới này thì Lazy Field có hai phép bổ trợ, móc di chuyển của học Tulu thôi. Chúng là cũng chưa có quá nhiều thứ với pha tấn công vừa rồi. Với Ezreal di chuyển của học tốc biến thanh tẩy, Lazy Field vẫn có khả năng phòng ngự đứng dưới. Còn ở khu vực đứng giữa thì khó thở quá dành cho Chica rồi. Penter định ra di chuyển hỗ trợ nhưng mà anh ta cũng cần phải rút lui ngay thôi. Bolabang phải có người chắn, đó là Lumos còn tốc biến và tạm thời thoát được pha đấy. Penter ăn Bolabang là đi. Tốc biến của Zara không còn nữa và ăn Bolabang pha vừa rồi đã chắc chắn lên bảng. Năng lượng của Cracker đang không còn quá nhiều nữa nhá. Chica đang có Q3 này. Combo ngược lại đến từ Lumos luôn, Q3 đoạt mạnh vào đến từ Chica để dồn sát thương và sát thương là đủ với chiêu cuối của Zyra. Penter gỡ lại được một mạng dành cho DIX Academy và Antimage bắt buộc phải bắt tốc biến. Và phản công tốt đến từ DIX để gỡ mạng. Cánh dưới này tay đôi xạ thủ nơi mà Lazy Field vừa đầu tư cùng ánh sáng ra đường giữa thì anh ta sẽ không đủ chiêu và đánh an toàn thôi. Tầm này đánh thủ thôi mọi người ơi. Ba đường cùng thua thì cái việc kiểm soát mấy cái mục tiêu đầu tiên thì nó không thể rồi. Thì để xem là bên phía của DIX gỡ lại như thế nào đây. Q3 thành công. Chica bắt đầu có những cái pha chơi hít vào máu hơn rồi. Không dính tên lửa, tiếp tục là xuất hồn Q3, chảm hồn đánh tay Q. Giật ngược về với lại pha nhập hồn thôi. Bắt đầu có những cái pha cầu máu vào tốt hơn và vào máu tốt hơn đến từ Chica ở đường giữa. Máu của Cracker đang khá là thấp rồi nha. Đánh quả hồi phục. Tốc biến ma thuật, móc bỏ neo được chắn bởi Lumos. Có pha rút lui về, ăn thủy lôi tầm nhật bị hất tung lên. Nhưng Cracker không còn máu nữa và anh ta vẫn cố gắng chảy cối. Đó, chảy cối thì đi thôi bạn ơi. Chica liệu có đổi mạng đối phương hay không đây? Chica nằm xuống rồi. Là một đổi một, cánh trên có pha tay đôi khi Caliber đang bị dí với báo sấm sét. Bên này thì Lumos cản, không cho Jerry vào để có thể lấy mạng của Penter, người không có tốc biến nữa. Nhưng anh ta phải nằm lại.
Pha đổi lỗ rồi. Ơ kìa, Pionic pha đạt đỉnh điểm. Định tay đôi với Lazy Phil. Không còn năng lượng nữa, nhưng mà vẫn đủ để giúp cho Lazy Phil rút lui về. Cái máu của anh ta cũng là khá nhiều. Dòng 2 chắc là không bỏ được đúng không? Bỏ dòng 2 này hơi suy á. Mất 6 sâu 1 dòng ở early game rồi. Và cần phải dỡ gỡ lại mục tiêu đến từ bên phía của DX. Ít nhất là họ đang chiếm được cái tầm kiểm soát ở khu vực hang rồng. Lumot tự tin. Có 2 spell và có cả chiêu cuối nữa. Alistar bất khuất tốc biến và kiệt sức. Lumot đang rất là tự tin với cái tình huống câu chiêu. Anti-May vừa rồi có pha móc vào tường hơi quê. Nào cần phải cấu gì đấy từ Lazy Field. Xuất hồn Q3 không thành công nhưng ép được đột kích băng giá của đối phương rồi. Liên tục là những cái cú quy chuẩn xác đến từ Lazy Field. Và cú móc này nó mở vào con Alistar còn bất khuất. Hất tung với chiếc quấy dài ra tốc biến hất tung 3 người đến từ Lumos. Và pha combo rất tuyệt vời đến từ hỗ trợ của DX Academy giúp cho họ gỡ lại được một mạng. Nhưng ăn bồ la bằng rồi và Chica khó thoát, không còn tốc biến nữa. Và Chica nằm xuống với mạng cho Jerry. Tiếp tục là đột kích băng giá qua tường khi mà Kennen của 2AT đã có mặt. Lazy Field có được một điểm hạ gục trong tình huống xử lý vừa rồi của anh ta với một pha một đối hai. Anti-May pha vừa rồi mở vào con Alistar có bất khuất. Tiếp tục là mục tiêu lớn nữa ở cánh trên nhưng mà sứ giả sẽ thuộc về Hunter. Nhưng ở cánh dưới này thì con Kennen có vẻ là xanh đấy, 154 lính. Nhưng mà cân 3 được không? Có báo xâm xét giải quyết lính luôn nhưng có kiệt sức rồi và Kennen gặp kiệt sức. Là đi cho cái gì nữa, mạng nên được nhường cho Chica. Nhưng không được rồi, Painter là người ăn được điểm hạ gục. Pha đấy mà nhường mạng cho Chica đúng là tuyệt vời luôn đấy. Con Jone đang 0-3. Tốc biến ma thuật. Nhưng mà dịch chuyển quang rất nhanh đấy từ Phil. Đấy, Phil vẫn đang giữ được thế trận ở khu vực đường giữa. Nhưng mà với con sứ giả này thì đây sẽ là một nhịp hook hai lần của sứ giả để lấy trụ đường giữa. Anti-May móc vào tường nhưng mà bị Painter khép góc rồi, ăn chói và lên bảng, mạng nên được nhường nhưng không nhường được rồi. Painter ăn hơi nhiều, Zyra ăn hơi nhiều mạng rồi. Lazy Field không có được điểm hạ gục trong tình huống vừa rồi, khu vực đứng giữa nơi mà Anti-May hơi tham với lần hút sứ hạn thứ hai của sứ giả. 6 mạng dành cho DX Academy thì có tới 5 mạng mà Painter ăn được ở trong giai đoạn early game. Nhưng mà không sao cả, dù sao đây vẫn còn Zyra có lượng farm tốt. 2 phút nữa chúng ta mới có được con dòng nguyên tố thứ 3 thôi. Bản đồ này sẽ là một bản đồ dòng lửa anh em nhé. Jerry rút lui rồi, đã mất lướt qua tường. Combo đến từ Lumos, cấu rỉa thôi, sẽ chỉ là những nhịp cấu rỉa thôi. Cùng ánh sáng chỉ trúng vào Anti-May đến từ Lazy Field. Nhưng mà những cái cú quy của Lazy Field nó đang khá là chất lượng nha. Con Esfield có lượng farm khá là tốt, 180 lính farm bằng tham. Rõ ràng là không so sánh được với con Jerry bên phía bên kia rồi. Có trụ 1 và thậm chí là có cả luôn cho mình cuồng cung của đồ 2 rồi. Và cái khả năng farm đến từ Pionic sẽ là nhỉnh hơn rất nhiều. Lazy Field bị bắt lại rồi. Quá nhiều chiêu cuối. Tốc biến bão sấm sét và có cả bồ lao băng. Và Lazy Field chỉ có được một cái thanh tẩy thôi. Anh ta không thể giải được quá nhiều hiệu ứng của đối phương. Có trụ 2 và có thêm 2 mạng dành cho bên phía của Hàn Hoa Lai. Lazy Field bị bắt lại ở trong pha vừa rồi. Quá nhiều chiêu cuối. Bồ lao băng bay theo sau khi mà Lazy Field đã mất thanh tẩy với tình huống tốc biến báo sấm sét. Và Lazy Field cũng cần phải ít nhất hoàn thành xong cho mình 2 đồ lớn thì mới bắt đầu có được tiếng nói trong những tình huống cấu rỉa được. Xuất hồn nhưng mà không dám ở lại quá lâu, của ánh sáng khá là chất lượng thì Lazy Field nó trúng 2 thành viên trong đó có con Jerry của Pionic. Nào cấu rỉa là khó chịu đến từ Painter và Lazy Field nhỉ. Di chuyển qua tự tin. Nhưng mà không có hai phép hỗ trợ nha. Trông pha e lên của Lazy Field là khá ghê. Nhưng cú quy của Lazy Field là rất chất lượng. Liên tục là những cái pha phá bắn thần bí chuẩn xác của Lazy Field để đem lại lợi thế về lượng máu dành cho các thành viên bên phía của DX. Lại thêm một cú quy nữa. Trời ơi, đánh SPU kìa. Những cú quy phải nói là liên tục trúng của Field. Nhưng mà bên kia thì cũng cầu máu rất là khó chịu với Cocky. Của góc này thì con Kennen bị bắt lại rồi và Lazy Field có mạng. Kennen của 2AT pha vừa rồi chết khi không kịp dùng chiêu cuối. Và những cú quy của Lazy Field nó là rất chuẩn xác. Ôi bắn quy kìa. Dịch chuyển của học lao lên, cú quy hụt, không sao cả. W lướt thảm lửa. Có một tên lửa và Lazy Field nằm xuống rồi. Không còn hai phép bổ trợ nữa. Và Field chơi hơi láo nhưng khoảng trống của Lazy Field tạo ra là đủ để Painter ăn được con rồng nguyên tố thứ ba của ván đấu này. Và là rồng 2 cho DX. Không sao cả, không sao cả. Field nằm xuống nhưng mà DX có được rồng. Và như mình đã đề cập là khi có con dòng này
thì DS sẽ gỡ được rất nhiều thứ, họ sẽ câu được rất nhiều thời gian để cho những cái cánh để lẻ của Yone hay là bản thân con Espil có thêm đồ. Hai đồ lớn dành cho Lazy Field rồi, nhưng đây sẽ là pha kiểm soát Baron đến từ bên phía của Hawkeye Sport với sát thương hai xạ thủ. Một con Jerry 2 đồ rưỡi, một con Cocky hơn 2 đồ và tốc độ ăn Baron cũng là khá nhanh. Không có thông tin rồi và DX mất Baron. Vẫn sẽ phải có những cái giá phải trả. Và cái giá phải trả ở đây là con Baron đầu tiên của ván đấu thuộc về bên phía của Hawkeye Sport. Nhưng ở cánh dưới này thì Anti-Mage bị giữ chân lại rồi xuất hồn. Và sẽ là một cú Q3 đến từ vị trí của Chica hay không? Đây ăn thủy lôi. Như vậy là rút lui được đến từ Anti-Mage. Có này có thể chơi nha. Những tình huống phát bắn thần bí và cầu máu trước giao tranh nó sẽ bị chắn bởi rất là nhiều lính. Cú này tăng khốc chỉ làm chậm Anti-Mage và thôi, bắt buộc phải di chuyển về đến từ Chica. Và đây sẽ là một nhịp phản công à. DX muốn chơi Lumos vòng sau rồi nhưng bị cản lại bởi Senzuani. Bên kia thì Anti-Mage chuẩn bị lên bảng điểm số mạng cho Chica, nhưng mà Lumos chưa vào được tuyến sau rồi. Lumos buộc phải rút lui khi mà chuẩn bị hết bất khuất tốc biến báo sấm sét rất ba người. Mặc dù nó không trúng vào Lazy Field nhưng gây ra rất nhiều sát thương đến từ hai AT. Nhưng dịch chuyển qua tường tìm kiếm vị trí của Jerry và Chica có được cho mình cú double kill. Nhưng Lazy Field bị giữ chân lại, bị bắn và bắt buộc phải mất cả tốc biến và dịch chuyển của học để có thể rút lui về. Ít nhất là Field giữ được mạng của bản thân mình nhưng mà cần phải về nhanh bởi vì đây là một con Corki rất khỏe. Và Cracker hạ sát thành công Lazy Field với tên lửa định hướng. 3 điểm ạ, gục cộng thêm đó là một cái mega cánh trên dành cho Hang Balai. Rồi mất một đường rồi. Mất một đường rồi và chơi kiểu gì đây? Cố gắng phòng ngự không dính móc vào neo, Caliber vẫn giữ được an toàn mặt tính mạng nhưng chỉ là tạm thời thôi. Sát thương hai sát thủ bắn vào quá nhiều. Một cocky của Cracker pha ván này khỏe quá. 3 đồ rồi. Vẫn cố gắng giữ được cái chủ thứ hai khu vực đường dưới nhưng cái kết là mất đi Caliber, mất đi chống chịu tuyến trước. Và cái chủ này nó vẫn nằm xuống. Tận dụng Baron cũng khá ổn đấy từ hai online khi mà họ có được một mega ở cánh dưới. Chica cố gắng đẩy sát vào cái chủ bộ ở cánh trên nhưng mà rõ ràng anh ta sẽ không đủ sức để lấy cái chủ này ở lại là rất nguy hiểm nhỉ. Con Kennen này cũng khỏe đấy, chứ không phải là không, mặc dù Chica cũng đã có 3 đồ lớn rồi. 291 chỉ số lính đến từ Chica vẫn đang farm rất ấn tượng. Mặc dù nằm xuống 3 lần ở trong giai đoạn ban đầu. Xuân Hồ đang để Q3. Rồi lấy chủ sau đó là rút lui thôi. Nhưng đối phương có dịch chuyển và Cracker đang kiếm Chica. Cần phải về nhanh đến từ Chica. Không có tê lê đến từ Chica để đào thoát nữa. Rồi anh ta sẽ phải cân đôi. Mà cân kiểu gì đây? Xuất nhập hồn. Vẫn bị làm choáng, vẫn ăn tên lửa và nằm lại. Caliber lên cứu đồng đội cùng ánh sáng đến từ vị trí của Chica. Nó không thành công. Chính xác là vị trí của Lazy Field nó không thành công. Và Caliber đang bị bắn đuổi. Caliber cũng khá trâu đấy nhưng Anti-Mage lên và chỉ cần ăn một pha hiệu ứng thôi. Và Caliber bắt buộc phải sử dụng chiêu cuối để có thể rút lui về. Với bất khả kháng cự thì nhìn chung là con Sire này nó cũng thoát đi một cách tương đối là đơn giản. Nhưng mà cũng đã phải mất chiêu cuối và mất thêm một cú di chuyển nữa. Hawkeye Sport đang có được ưu thế rất lớn về lượng tiền. Gần 7.000 ở thời điểm phút thứ 29-30 này. Nào combo nhắm thẳng vào vị trí của Hunter. Điện đạt đỉnh điểm được kích hoạt và Caliber không thở nổi rồi. Tốc biến chiêu cuối đến từ Caliber trước khi lấy bảng điểm số. Lazy Field dịch chuyển của học lên. Báo sớm xét nhưng ăn kiệt sức rồi. Và con Kennen trong tay của HAT sẽ cần phải tốc biến rút lui. Nhưng ở bên phía bên kia thì Lumos hết chiêu cuối. Và anh ta lên bảng cú quy rất chuẩn xác đến từ Lazy Field. Tìm kiếm điểm vào cục nhưng chưa có mạng dành cho Lazy Field rồi. Hơi đáng tiếc. Hawkeye vẫn chưa mất ai cả. Nhưng đó là dịch chuyển của quả tường kíp đến từ vị trí của Lazy Field để gỡ lại một mạng. Ít nhất là khi mà Hunter nằm xuống thì sẽ không có Baron được triển khai đến từ Hawkeye. Đấy là cái quan trọng nhất. Và vừa rồi thực sự là Lazy Field có một tình huống cứu game đấy. Vẫn đang bị ép ở phần bùa đỏ đến từ bên phía của DX. Hawkeye đánh rất cẩn nhá. Hơn 7.000 rồi. Nhưng mà họ đang gặp khó ở trong khả năng mở giao tranh. Nhưng mà cái mục tiêu chọn là chỉ có thể là Alista thôi. Nào Bola vào đóng đồng hồ đến từ Painter rồi. Painter không tốc biến. Painter đẩy chiêu cuối lại trước khi nằm xuống và kéo đập đoạt mạnh hai người khá tốt đến từ Chica. Anh ta vẫn đang quẩy. Lazy Field bị cản lại bởi cú móc mỏ đeo của Anti-Mage nhưng anh ta vẫn đang bắt được. Đắp quy thành công dịch chuyển hoặc tìm kiếm vị trí của Hunter và đó là mạng dành cho Lazy Field cùng với lại Chica với cú double kill. Một pha giao tranh rất hỗn loạn trong khu vực bùa đỏ và đó là một pha có được 4 mạng dành cho DX và họ đang hướng tới con Baron. Mặc dù Painter bị bắt lại nằm xuống nhưng trước khi nằm xuống thì con Zyra của Painter đặt được khá nhiều mầm. Và cái cú chiêu cuối của Painter giúp cho các thành viên bên phía của DX có một cái góc giao tranh thuận lợi mà chúng ta cùng nhìn lại. Rõ ràng Painter là người bị
ép mở. Bị phát hiện tầm nhìn không có tốc biến nữa và pha tốc biến mọc mỏ neo kết hợp với bộ la băng rất nhanh lấy cái đồng hồ của Penter. Nhưng từ từ đã đang có một pha cướp luôn dòng nguyên tố dành cho Chica. Rất chuẩn chỉ, tiếp tục là cung ánh sáng bung ra trụ hai khu vực đứng giữa chuẩn bị có dành cho bên phía của DX rồi. Và họ lao lên cú đoạt mạnh kéo ba người rất tốt đến từ vị trí của Chica. Chica lên tiếng rồi, DX có được cho mình một mạng và chuẩn bị sẽ là cái trụ thứ ba khu vực đứng giữa sau bộ lại Baron dành cho DX. Lazy Phil rất tự tin và hai thật đồng đến từ Việt Nam của chúng ta vẫn đang thực sự là cháy ở vạn thi đấu thứ hai này. Mặc dù là DX bị dẫn trước gần như là 7.000 ở khoảng tầm 5 phút trước đó thôi. Nhưng bây giờ có thể sẽ là một nhịp end game luôn hay không đây? Cảm giác là bên phía của DX muốn làm điều đó. Tiếp tục là xuất hồn, tiếp tục là Q3 đến từ Chica. Bao sấm sét, bao lao thẳng vào nhưng đó là cú bao hút rất hay của Lumos. Cung ánh sáng bắn ra, bung ra để nó lại trúng vào Cracker nữa. Nhưng mà tạm thời sẽ cần phải rút lui đã khi mà máu của Caliber cũng là quá thấp rồi. Vận đấu cực kỳ cháy đến từ cả Chica và Lazy Phil. Tiếp tục là một cú đoạt mạnh kéo ba người. Tiếp tục là tích Q3. Đội hình late game với một con Yone và con Sion rất trâu. Lại còn vào được rồng luôn này. Tốc độ ăn rồng là rất nhanh đến từ Lazy Phil. Và thôi xong rồi, mất con rồng nguyên tố. Linh hồn rồng lửa dành cho DIX. Và họ đang tràn lên. Caliber bật chiêu cuối lao thẳng và khép góc Senjuani trong tay của Hunter. Nhưng chưa thể có một pha lao vào được. Đó, cái khả năng ép giao tranh của DX nó cũng rất là phụ thuộc vào con Alistar cũng như là cái chiêu cuối của Sion nha. Và vừa rồi là một công cụ đã mất đi rồi. Vẫn đang cố gắng cấu rỉa đến từ Lazy Phil. Q3 vào rồi, Anti-May không đủ trâu đâu và đẩy lại cho mình mũi thủy lôi tầm nhiệt. Nhưng Lumos cũng đã phải mất bất khuất. Như vậy là chiêu cuối đến từ hai hỗ trợ đổi ngang cho nhau. Nhưng máu mất đi của Anti-May cũng là nhiều hơn rất nhiều. Hai bên không có dắp máu đến từ vị trí của Alistar nha. Và sẽ cần phải rút lui đến từ Lumos thôi. Trận đấu vẫn đang rất căng. Cực kỳ căng. Linh hồn rồng lửa. Nhưng Hawaii Sport thì cũng đang sở hữu một cái đội hình có hai xạ thủ. Và cái sức sát thương của Caliber, chính xác của Cracker cũng như là Pionic ở thời điểm hiện tại cũng là rất nhiều. Và cần phải có những cái nhịp cấu máu tốt đến từ Lazy Phil. Cú quy vừa rồi của anh ta không trúng sau một pha gắn tinh hoa tuôn chảy vào Senjuani. Một Senjuani có rất nhiều giáp và có cả giáp máu nữa. Nhưng đây sẽ là pha triển khai Baron đến từ Chica, Lazy Phil và các thành viên bên phía của DIX. Penter đang ở một cái góc khá xa Baron, bị ăn xung điện cao thế, bị làm chậm rồi nhưng vẫn đang chờ đồng đội dìu vào khu găng Baron. Và tốc độ ăn Baron đến từ Chica và Lazy Phil là đủ nhanh. Lumos tốc biến bỏ chạy, cung ánh sáng không thành công. Đoạt mệnh không cũng có được địa chỉ đến từ Chica và anh ta đang bị kẹt lại, bắt buộc phải nhập hồn rút lui. Còn bên phía này thì Lazy Phil lôi mạng thành công với Corki trong tay của Cracker. Thôi ít nhất là vẫn có một pha đổi mạng, mặc dù cái pha tấn công vừa rồi đến từ Lazy Phil nó là hơi hổ báo. Đang tận dụng Baron khá là tốt này. Cung ánh sáng nó trúng vào lấy nửa cây của Cracker rồi. Có kỳ của Cracker thấp báo và sẽ không thể phòng ngự nữa. Trụ ba đường dưới dành cho Lazy Phil đồng đội. Và những con Espil nó đang tự tin quá. Lazy Phil liên tục dịch chuyển của học lao lên trước mặt 3-4 thành viên của đối phương. Và những cung quy của anh ta thì nó vẫn đang rất chuẩn xác. Gắn tinh hoa tuôn chảy vào, né xung điện cao thế. Tiếp tục là một cú quy nữa nhưng nó không thành công. Lại gắn tinh hoa tuôn chảy vào, rất muốn có được cái nhà lính này. Và chắc chắn sẽ có nhà lính thôi. 2 mega luôn dành cho bên phía của DIX. Khi mà nhà lính ở khu vực đứng giữa vừa hồi lại. Ôi, Lazy Phil tự tin kìa. Rất ác đến từ con Espril này nhờ. Nhưng mà những phát thật bí nãy giờ thì nó không trúng nhiều lắm. Cần phải qua tường thôi. Di chuyển về, Tele lên trên đến từ Chica. Nhưng mà Tele trước mặt đối phương à, Chica ơi. Mất 2-3 chiêu cuối rồi. Mất thêm cái bất khuất nữa. Bên này thì bão sấm sét văng thẳng vào, giật hai thành viên và Lumos không còn bất khuất nằm xuống. Lazy Phil cố gắng thả diều, móc bỏ đeo không thành công. Senjuani vẫn tiếp tục lao lên, Lazy Phil gắn tinh hoa tuôn chảy, quy ngược trở lại. Rất chuẩn xác đến từ Lazy Phil, mất thanh tẩy rồi. Nhưng đó là một tình huống đoạt mệnh. Trước khi mà mất giáp thiên thần đến từ Chica và Lazy Phil vẫn đang bắn được. Lazy Phil tiếp tục có cú quy chuẩn xác và linh hồn dòng lửa đang giúp cho Lazy Phil rất cháy trong những cú quy của mình. Nhưng Chica đã nằm xuống và Lazy Phil bắt buộc phải rút lui về cung ánh sáng. Đó thành công và Kennen trong tay của HAT nằm xuống. Còn Ezreal của Lazy Phil. Một pha thảo diều rất tốt đến từ Lazy Phil và nó là 3 thành viên thấp máu đến từ Canwala Esports. Nào bây giờ sẽ là con rồng ngàn tuổi nha. Rồi, Pionic đi đâu đây? Mất nhanh như điện, không tốc biến, bị ám sát vào tường và chuẩn bị nằm xuống. Chica là người có được điểm bạ gục. Rồi, Hanwha Esports trước con rồng ngàn tuổi mất đi xạ thủ chủ lực của mình thì lấy gì giao tranh đây?
đánh thùng đổ lao xuống đến từ Lazy Field để có thể kiểm soát con dòng ngàn tuổi này. Và Hunter sẽ là người giữ cơ hội để có thể cướp, nhưng làm sao cướp được khi anh ta bị tấn công. Và con Nautilus trong tay của Antimate chết thuê. Dòng ngàn tuổi chắc chắn sẽ thuộc về các thành viên bên phía của DX rồi. Cùng ánh sáng bắn lên, đoạt mạnh kéo vào, lấy tốc biến của Cracker. Và Cracker cố gắng bắn hạ gục thành công Caliber, nhưng bản thân của anh ta sẽ bị dòng ngàn tuổi hạ gục. Cú double kill dành cho Painter và phá quét sạch dành cho DX Academy để có chức vô địch của LCKS lần đầu tiên dành cho GK và Lazy Fail. Một pha giao tranh mà rõ ràng tội đồ gọi tên Pionsic không tốc biến, bị ép sát vào tường, mất nhanh như điện và lên bảng rất sớm. Và cái kệ là cực kỳ đáng dành cho Hàng Hoa Lai, mặc dù họ dẫn trước rất nhiều về tiền, 7.000 tiền dẫn trước đến từ Hàng Hoa Lai Sport Academy ở trong giai đoạn bắt đầu. Nhưng Lazy Fail và Chica cũng như DX vẫn có thể lật kèo được. Chúng ta cũng nhìn lại thì cũng sao tranh cuối cùng. Ôi con Jerry. Con Jerry bị kẹt lại rồi, không ai cứu được Pionzik trong pha này cả. Anh ta nằm xuống mất đi chủ lực xạ thủ để lấy gì giao tranh. Chiến thắng dành cho Lazy Fail, Chica và DS Academy tại LCKES tháng 7, nơi mà họ lần đầu tiên lên ngôi tại giải trẻ của LCK. Tình huống giao tranh mà khi đối phương không còn chủ lực xạ thủ nữa, một mình Caliber, một mình Cracker là không đủ. Anh ta bị đẩy và anh ta mất tốc biến, mất thảm lửa, mất tất cả mọi thứ. Và phá quét sạch, Lazy Fail tìm kiếm thành công con Senzuani của đối phương với dòng ngàn tuổi.